Chào các bạn nhé. Bây giờ là 15 giờ 37 phút thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 2021, tức là ngày 12 tháng 5 năm Tân Sửu các bạn ạ. Và anh mình say chịu cảnh các bạn ạ. Nhìn tiền đang rơi đấy. Năm 2021 này là quả là một năm lắm cảm xúc quá. Mấy hôm nay mình bận lắm, mắt mũi tay chân bẩn thỉu, đầu tóc bạc rồi, bạc phơ đi rồi, không biết cái kiểu này tồn tại được bao lâu. Và thời gian này mình ít đăng video, hôm nay mình đăng mấy video, bởi vì khi mình đăng video bây giờ mình không trả lời được tin nhắn của từng bạn một đâu, mong các bạn thông cảm mình bận lắm. Nhưng các bạn có nhiều bình luận, có ý kiến gì thì mình sẽ làm một video. Thôi dù bận rộn mình cố làm một video. Hôm nay mình sẽ đây. Mình đã quay lại cái vườn nhà mình. Vải đấy, say chịt, tiền rất nhiều đấy nhưng không nhặt được đâu. Bởi vì bây giờ chẳng mang đi đâu để bán cả. Thì quay đi quay lại mình vẫn chia sẻ, mình vẫn nói về vấn đề chúng ta làm sao thấy tiền và phải thu hoạch được tiền mới là quan trọng tiền của mình. Còn thấy mình đã mang tiền ra giải ra vườn rồi, bây giờ nó vẫn ở trên đấy lủng lẳng rơi xuống nó thành nát mất, không còn tiền nữa. Vậy bây giờ mình làm sao mình thu hoạch được cái tiền đấy mình nhặt về được? Thì mình chỉ là cái phương pháp đó là làm vải quả ít sai chùm cục thu hoạch sao sớm dễ nhất. Thì bây giờ mình sẽ làm bốn cái vải này. Tất nhiên bốn cái vải to quá thì nói thật với tình trạng này không khéo mình mới không làm cả vườn đâu, mình chỉ làm một số mang tính chất trình diễn thôi. Đây bốn cái vải nhé các bạn, nhìn hoàn cảnh này, bốn cái vải gần cái khu cái ao nhà mình có mấy cây bưởi xanh mà mình gọi là bưởi da cóc, bốn cây đấy nhá. Mình sẽ làm vải trong thân của bốn cây này. Phân do thuốc sâu mình không tính, bây giờ mình chỉ làm bốn cây vải, một cây, hai cây, ba cây, bốn cây này. Mình đã sử dụng các biện pháp làm sao cho có được quả sai chùm cục nhưng không khô và không nứt. Nhưng bốn cây to quá, bây giờ mình làm thêm cây này, mình trình diễn được cây này. Đó là kỹ thuật làm quả trong thân hoặc là làm sai chùm cục với cây này nó nhỏ hơn. Thì cây này nó cạnh ở 4 cây, mình chỉ làm 5 cây thôi. Còn cả vườn có thể mình bỏ hoang cái gì mà kệ nó nha. Thì thứ nhất, về lý thuyết làm vải trong thân, cây này thì còn bé quá, là chúng ta nên làm những cây vải to, lớn, già cỗi, cắt thưa thoáng để cho nó ra nhánh lộc trong thân. Đấy. Vậy thông thường anh em làm, đa số chúng ta cắt phẳng, cắt lòng chảo. Nhưng mình sẽ không cắt lòng chảo, mình sẽ để lại một hai thân ở giữa, mình sẽ để hai thân này để che nắng. Bây giờ mình cắt hết những thân ngang ngang, thân nó xéo xiên xiên để thân ngang. Còn hai thân này để che nắng cho toàn thân. Đây các bạn nhá, mình sẽ để lại hai thân này đây. Thứ nhất mình cắt thư thoáng. Thứ nhất mình cắt đường này. Một cành này nhá. Bên đây nó để thưa để hai cành ngang này. Thứ hai. Hai thân ngang này nữa. Bỏ nốt đi. Bên kia nữa. Bây giờ mình dựng điện thoại từ xa để mình cắt trực tiếp luôn. Các bạn nhìn xem mình làm như nào. Sau khi làm xong, mình sẽ giải thích, chia sẻ của các bạn. Tất nhiên đây nó chỉ mang tính lý luận thôi. Còn thành bại sang năm, mình cố không làm được cả vườn, mình chỉ làm được 5 cây này. Phân thôi thì không bón được cả vườn, cũng bón được cố 5 cây này. Bón đúng phân hữu cơ, hoai mục, phân chuồng, phân gà, phân gì đó, tùy. Đó lại mình sẽ làm được 5 cây này, là trình diễn được 5 cây nhá. Ui, mỗi nhiều quá các bạn ạ. Đây. Thứ nhất là mình cưa bỏ những cành. Đấy, cứ bỏ những cành như mình bảo. Một quả vải tiếp mình ăn các bạn xem. Xếp gọn lại cho nó đơn nắng. Bốn vườn. Thứ nhất
hàng ngày.
Quay này chẳng đặt bếp bếp. Chẳng dí rồi. Đây các bạn này. Vải treo đường hạn này. Quên kiểm tra số cuống kiểm tra. Vải mình không có sợn sâu cuống các bạn nhé. Không khô đâu nhé. Đấy bây giờ mình đã làm xong. Mình cưa toàn bộ những cành xiên. Tuy nhiên mình để lại hai cành đứng các bạn ạ. Hai cành thẳng ở thân. Tại sao mình để lại như vậy? Thứ nhất là hầu như anh em chúng ta làm vải, chúng ta đều cưa tất cả cành giữa. Các bạn làm theo hướng lòng chảo nên thông thường vải các bạn bị khô thân. Nhưng mình lại để những cành trụ ở giữa để cho cành bên. Coi như đây là cành nuôi. Gọi cành nuôi hoặc là mình gọi là cành gì nhỉ? Cành thở. Để cho nó che mát cho thân ở dưới. Nếu như một cây vải chúng ta chặt cụt hết lá, nó phơi nắng từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, chắc chắn nó sẽ bị khô vỏ và nứt vỏ. Mình gọi là khô thân. Nhưng nếu nó chỉ nắng đến trưa, nắng từ sáng đến gần gần trưa, mà trưa nó râm, thì từ trưa từ chiều nó râm, hoặc là nắng từ sáng đến từ trưa đến sáng là nắng như chiều nó râm, thì nó sẽ không bị khô thân. Mình gọi là lác đác. Cho nên mình để hai cành kia, ngày sau có thể không cần quả. Nhưng tất cả những cành này là cành mình bắt quả, thì mình đã tỉa vào một chút. Đây, tỉa vào một tí. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua cách làm của mình. Thứ nhất, những cành mình để nuôi lộc, nuôi lá, mình ở ngoài này, tán này mình tỉa vào một chút nhá. Còn cành kia, cành mồi thì cành nuôi thì mình không tỉa rồi. Đây mình tỉa vào một chút. Cái này nó hơi hết lá, hơi cụt một tí, nhưng có trên kia nó che. Để nó ra hoàn toàn lộc mới. Còn cái này mình dọn sạch vào để mình bón phân chẳng hạn. Còn nó vương víu. Để ra lộc mới. Còn những cái phần trong này. Ở đây, cành này mình chưa tỉa. Mình lôi xuống mình bấm luôn nhá. Đây, lôi xuống bấm luôn. Đây, mình bấm luôn nhá. Hơi cao. Một tay mình giữ điện thoại, một tay bấm. Đây, một tay mình bấm nhá. Bấm luôn. Tức là những cành ở ngoài mình bấm luôn để cho nó ra nhanh ra lộc mới. Những cành ở ngoài mình bấm luôn để nhanh ra lộc mới. Những cành trong thân mình không bấm. Kể cả khi mình thu hoạch quả xong, mình không bấm hết, không bấm sát. Khi cái lộc này, mình ví dụ như ra được một lượt lộc. Trong thân ra được một lượt lộc, ví dụ cành này nhá. Và ngoài tán ra được một lượt lộc. Thì khi ngoài tán ra được một lượt lộc, nó đã che được thân. Thì bắt đầu mình sẽ bấm sát cành ở trong thân. Đây. Đấy. Khi đó, ngoài tán, ngoài ngọn nó ra được một lượt lộc. Thì mình bấm sát cành trong thân. Thì ngoài tán nó đã có lộc che thân. Cho nên nó đỡ khô thân. Và ngoài tán ra tiếp lộc thứ hai. Thì trong thân bắt đầu ra lộc một. Và mình để cái lộc một đấy. Tiếp theo, ngoài tán ra lộc thứ ba. Là trong thân ra lộc thứ hai. Là mình để như thế. Vậy cách làm lộc trong thân là gì? Ngoài ngọn ra 3 lượt lộc, trong thân ra 2 lượt lộc. Vì sao mình làm như vậy? Bởi vì lộc trong thân nó gần gốc, chất dinh dưỡng lên đến nhiều, cho nên nó mọc rất là khỏe. Nếu mình để lộc trong thân ngay từ lộc 1 mà nó ra 3 lượt thì nó mù rụng mịt, nó ấm, nó không có quả. Và lộc ở ngoài nó bị chất dinh dưỡng ở trong thân nó lấy mất, cho nên nó không ra được, dẫn hiện tượng nó bỏ cành, nó héo hon, nó còi cọc. Cho nên mình phải để như vậy. Hoặc chúng ta có thể để lộc trong thân một lộc. Ví dụ ngoài thân mình để 3 lượt lộc, ngoài ngọn để 3 lượt lộc, trong thân để 1 lượt thôi cũng được. Miễn sao chúng ta thu hoạch nó đảm bảo cái lộc trong thân nó dài đủ thu hoạch và nó giữ được rũ mát cho cây là được. Còn cành này là cành lộc trong thân nhá, cho mình để nó che mát các bạn ạ. Trên kia che mát. Chỉ thế thôi các bạn ạ. Còn mình đứng sang bên này, từ xa mình giải thích lại cái cây của mình. Mình cắt không biết nhớ bao nhiêu cây. Các bạn nhìn từ xa rất là thưa thoáng. Còn ngọn kia vẫn cao nhá. Nhưng mình kệ nó. Mình có thể cho cái ngọn đấy là cái ngọn ngày sau nó là ngọn nuôi cây thôi. Không liên quan quả. Quả chủ yếu ở trong phần thân thôi. Thì làm thưa thoáng như vậy. Thì quả nó ra sẽ ít. Nhưng nó sẽ chùm, cục, dễ dàng thu hoạch. Mình ví dụ cái vườn mình 10 tấn. Mình thuê một tiếng người ta 25.000. À 50.000. Bây giờ người ta bẻ
một buổi, một ngày, 10 tiếng đi là 500 nghìn. 10 tiếng chưa chắc người ta bẻ được một tạ vải, một tạ vải bư bán 6-7 nghìn. Thì hóa ra là chẳng được ăn cái gì. Cho nên mình không lấy nhiều vải nữa, mình lấy ít vải thôi. Chủ yếu một số sai trùm cục trong này. Và mình nhẹ nhàng mình đi, mình tuốt từng cục mình bó vào thôi. Vì cây này nó khoảng 50 cân, nhưng bây giờ chỉ còn khoảng 25 cân thôi. Nhưng tự thu hoạch. Đấy, như thế thôi, thì các bạn nhé. Mình không có thể không làm được cả vườn. Nhưng mình cố gắng làm được cây này. Và 4 cây ở gần cái khu mấy cây, cái bờ ao và bưởi diễn, bưởi xanh nhá. Còn các bạn mà chưa làm lọc trong thân bao giờ, cây các bạn cao lớn, ví dụ như cây như này, thì chúng ta sẽ làm như nào? Cũng giống như mình, các bạn cắt tỉa từng cành, đừng cắt hết. Nhớ để cành thở. Cắt hết nó chết đấy. Cũng như nhiều anh em chúng ta ghép cây, chúng ta cắt để nó mọc mầm, chúng ta cắt sạch là không ghép nó chết đấy. Mình sẽ giải thích bằng kiến thức khoa học như thế này. Cây có hai con đường dinh dưỡng. Thứ nhất là bột đường, là lá ngửa ánh nắng mặt trời, ngửa lên đón ánh nắng mặt trời, quang hợp ánh nắng mặt trời, hấp thụ khí carbonic sản xuất bột đường để đưa xuống nuôi thân. Thứ hai là con đường từ dưới gốc hút muối khoáng, nước và muối khoáng đưa lên. Vậy chúng ta cắt mất lá là chúng ta cắt mất một cái con đường dinh dưỡng của nó. Khi chúng ta cắt mất được một con đường dinh dưỡng của nó là nó sẽ không còn bột đường để nuôi cây nữa. Vậy cây thiếu đi một thành phần chất dinh dưỡng, đó là bột đường. Ngoài ra chức năng của lá đó là che mát cho cây. Nó che mát cho cây. Khi cây có lá nó không khô thân như cây chúng ta chặt lá đi. Đặc biệt những cây chúng ta mới chặt lần đầu là nó khô thân rất là mạnh. Vậy là chúng ta bị khô thân. Còn tại sao nó khô thân? Vì lá nó che như giống như ô mình nó che rồi. Ngoài ra lá hút hơi nước. Để thoát hơi nước nó làm cho bầu không khí mát mẻ. Ngoài thoát hơi nước làm cho không khí mát mẻ ra, nó còn tạo lực hút để hút chất dinh dưỡng. Đấy. Đây chính là chúng ta phải giữ lại lá, đừng cắt cụt hết. Còn tiếp theo, tại sao chúng ta cắt thưa thì ra lộc trong thân? Thì chúng ta biết rồi, chồi có 4 loại chồi. Mình ví dụ, cái chồi trên đỉnh ngọn này, người ta gọi là chồi đỉnh. Nó có ưu thế ngọn, bao giờ nó mọc khỏe nhất. Thứ hai là trong cái nách lá này, người ta gọi là chồi nách. Và quấy. Và thứ ba là cái lá đã rụng, ví dụ cái lá này nó rụng đi. Ở cái này người ta gọi là chồi ngủ. Và cuối cùng trong bộ phận của thân đây, bất cứ một bộ phận nào đó, một cái chồi mọc vô tình nào đó, người ta gọi là chồi bất định. Vậy khi chúng ta cắt thưa cây thưa thoáng, tỉa cây thưa thoáng đi, cây thiếu lá thiếu lộc, ánh nắng mặt trời nó soi vào trong thân, nó kích thích cái chồi bất định mọc và chúng ta làm lộc trong thân, làm quả trên thân, chính là lấy quả ở chồi bất định này. Thì năm nay mình thả sỏng từ năm ngoái cho nên không có quả trong thân đấy. Mình ví dụ như một số quả đây. Đây. Cành nó dày mênh mông. Đây. Đây. Đấy. Nếu như mình tỉa thưa thoáng ở trên thì lá nó không mọc dài thế và quả nó sẽ sai hơn nhiều. Nó sẽ thành chùm thành cục chứ nó không như này. Nhưng bởi vì mình không tỉa thưa ở trên cho nên nó sẽ ít quả như vậy. Những ưu điểm của quả trong thân là gì? Đó là bởi vì ở trên có ánh nắng mặt trời nó xoay vào, nó thư thoáng, nó không bị lá ép vào nhau, giống như kiểu như này. Đây, cho nên quả chín rất là đều đẹp. Trong chất dinh dưỡng nó đến nhanh, đến nhiều, quả to. Đây, nó bị áp này nhá, quả chín đều đẹp, chất dinh dưỡng đến trước, chân quả rất to. Đây, nó rất là to. Ngoài ra, trong thân, nó không bị vị víu néo vào nhau. Cho nên nó cũng dễ thu hoạch. Bởi vì mình đứng trong thân mình hái. Thứ ba, nó sai chùm cục. Mình hái nhanh, thu hoạch nhanh, đỡ phải thuê mới công nhân. Thế thôi các bạn nhé. Mình nói nhiều rồi. Bây giờ mình phải đi làm đây. Thời gian bây giờ là gần 4 giờ rồi. Mình đi làm các bạn nhé. Bây giờ mình ăn một quả vải vừa cầm đây. Các bạn nhìn này. Quả trong thân đây. Đấy. Ngon lắm các bạn ạ. Ở nhà dâu bạc tóc khóe rồi các bạn ạ. Đây. Năm nay mình phấn đấu làm cả vườn, lại làm quả trong thân. Năm ngoái mình đã không làm. Năm 20 ấy, mình không làm rồi. À năm 21 mình không làm, sang năm 22 mình lại làm nhé. Bởi vì nó phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, bây giờ mình không thuê người được. Đặc biệt bây giờ, hái ít thôi, như là bán nó dễ bán. Hái nhanh, 10 tấn lấy khoảng 5 tấn thôi.
không lấy nhiều các bạn nhá. Cảm ơn các bạn xem video, mình dừng video và mình đăng luôn video này.